Lên cầm. Có phải vừa rồi chúng ta đang đề cập tới các cái ứng dụng ở cái ở chương 5 phải không em? À, xin lỗi, vừa rồi chúng ta đang tới đâu rồi nhỉ? Chúng ta đã tới hoạch định tài chính chưa? Bài toán hoạch định tài chính chưa? Thầy đang hỏi các em vừa rồi chương 5 chúng ta đang tới bài toán nào? Dạ, tới cái chỗ mà lựa chọn danh sách đầu tư á thầy, xong rồi chúng mình kiểm tra. Đó bài toán gì ạ? Chúng ta đã xong cái bài toán gì? Alo, nãy em nào nói thì kia nghe rõ. Xong cái lựa chọn danh mục đầu tư rồi đó. Cái mà có trái Ngọc phiếu gì đó. Đó là cho... À, tức là quyết định tài chính đúng không? Tức là mua dạ, dạ, trái rồi. Phiếu đó phải không? Dạ. Mình có phải là bài toán này không? Dạ, mấy cái cổ phiếu dạ, nữa thầy. Phải không? À, và chúng ta đã có làm thử đó rồi đúng không các em? Ta đã có dùng server ta giải chưa? Để dạ. Lại ta đã dùng server ta giải này chưa? Dạ bài này thì chưa dùng server để giải. Bài rồi, em dùng server giải đi, em sẽ thấy rất lý thú. Bây giờ để thầy sẽ mở lại với một bên là các cái điều kiện ràng buộc này đúng không? Hàng mục tiêu và điều kiện ràng buộc. Một bên đó là Excel ha. Đấy, và thầy sẽ giải, em cũng đánh theo thầy ha, thì em sẽ thấy là đôi khi kết quả em ra sẽ khác với thầy đấy. Rồi ta sẽ xem. Bây giờ thầy mở Excel lên ha. Em cũng mở Excel lên đúng không, để ta mở server đấy. Đây, cố gắng đi các em, phải cố gắng thực hành nữa. Thì thấy một cái chung là hầu hết là bên kinh tế ta hay là những cái môn gì mà liên quan tới toán cái ta bắt đầu ta ấn ớn nè, ta rất ngại thực hành. Các em có đang học quản trị tài chính chưa? Em có học quản trị tài chính chưa? Dạ chưa. À, tới lúc đó thì em sẽ thấy các bài toán tài chính. Bây giờ ta làm quen một bài toán tài chính này. Thật ra cũng là không có gì là phức tạp cả. Nhưng có điều vì nó là đang có, nó có một cái khoảng thời gian ở tương lai. Và cũng không có cách để năm riêng biệt. Giờ nó ta thấy nó hơi rối gì thôi. Giờ bắt đầu, bây giờ ta xem lại cái đề bài để ta nhớ lại cái vấn đề. Vấn đề là gì? Vấn đề là sẽ chi tiền trong tương lai cho những người nghỉ hưu 8 năm sắp tới. Đúng không? Thì bây giờ giám đốc tài chính nói bây giờ sẽ có 3 hình thức đầu tư. Để làm gì? Ta đầu tư tài chính để mà ta sẽ lấy cái tiền lãi đó ta chi cho các em. Tính một cách đơn giản là 8 năm tới tôi cần bao nhiêu rồi tôi cộng tất cả những cái chi trong 8 năm tới rồi ở đây tôi để tiền, không ai để tiền ở yên cả, đúng không? Nguyên tắc của kinh doanh, của quản trị thì chúng ta đã từng biết rồi, không bao giờ để tiền yên, để tiền, tiền phải đẻ ra tiền. Như vậy thì khi đó giám đốc tài chính phải có hai hình thức. Thứ nhất là mua trái phiếu chính phủ và gửi tiết kiệm. Thế nào, ta sẽ thấy đúng không? Thế thì trái phiếu chính phủ sẽ có ba cái loại trái phiếu mà vừa rồi thầy đã giải thích rồi ha. Giá khác nhau do lãi suất khác nhau và số năm đến hạn khác nhau. Nhưng cho dù em mua giá khác nhau nhưng cuối cùng người ta vẫn trả em giá danh nghĩa là 1.000. Lưu ý một cái là lãi suất này tính trên giá danh nghĩa chứ không phải là giá mua. Nhớ nhau.
Và lãi suất này sẽ được lãnh hàng năm trái phiếu chính phủ. Được lãnh hàng năm cùng với cái lãi suất tiết kiệm là lãnh hàng năm của một tiết lãi suất tiết kiệm luôn thấp hơn rồi. Đấy. Thì ta sẽ thấy là đây là 8 năm này, đúng không? Trả cho 8 năm. Đấy, bây giờ để tất nhiên là đang muốn biết là cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền thì ta đặt đó là F, đúng không? Là số tiền cần thiết là hiện tại. Và cái điểm gì nữa là trái phiếu, ba loại trái phiếu B1, B2, B3 tiền lợi tiết kiệm. Vậy ta sẽ đánh các cái điểm nó vào thôi, phải không các em? Chúng ta đã quen việc này rồi, ta đánh F, phải không? B1, B2 và B3. S ở năm thứ y, y từ 1 tới 8, có nghĩa là ta phải đánh từ S1 tới S8. Nhớ nha. Đây, ta đánh S1, ta đánh S2, ta xuống ở đây, ta kéo thử coi là nó thành S8 luôn, phải không? À, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Rồi, tất nhiên đây là cái giá trị nè, hay là cái số lượng nè, đó. Số lượng là đang nói về trái phiếu, nhưng mà giá trị là các cái tiền đổi tiết kiệm này, đúng không? Như là cái lượng tiền chuẩn bị cho ngày hôm nay là chị F nè. Bây giờ liên quan tới này thì nó sẽ có những cái gì? Giá, đúng không? Giờ ta có là giá. Giá này là của, vì ta lấy đơn vị là 1.000 luôn ha. Như vậy nó là 1.15 nè, đúng không? Nhớ, đối với hệ Anh Mỹ này thì là 1.15 nha, chứ đừng có dùng dấu phết là cái chuyện đó là đưa vào công thức là Excel không biết để tính được rồi nha. Như vậy cái này là 1, phải không? Cái này là 1.35. Bây giờ ta có gì lãi suất? Lãi suất này tương ứng là gì nhỉ? Ta sẽ có là 0.08875. Ê, 0.0 đúng rồi, 8875 đúng không? Vậy ta có là 0.8875 đúng rồi. Đây, lãi suất thứ hai là 0.055. Lãi suất thứ ba là 0.1175. Đây, đó là lãi suất. Bây giờ số năm đến hẹn. Ta đánh ra luôn đi ha, để cho ta nhớ. Năm đến hạn này là gì để ta sẽ kiểm tra. Không, 5, 6 và 7 đã xong. Cái thì hàm mục tiêu chính là F. Bởi vì ta nói là mục tiêu là gì, là phải chuẩn bị một cái lượng tiền F mà. Hàm mục tiêu là cái lượng tiền này phải là gì các em? Đây là chữ gì? Chữ gì đây?
chữ in đó, phải không? À, mục tiêu là ép nè, phải không? Bây giờ bắt đầu ta đánh cách giới hạn nè, phải không? Đây là giới hạn. Để ta xuống hàng cho mình đi, cho khỏi lẫn lộn với cái này thôi, xuống gì cả. Để ta để bên đây đi cho nó không lẫn lộn với này, chứ không sao nhiều khi con chuột ta để lộn cái là nó thành. Tại bằng gì là ép nè, đúng không? Ép chính là ở đây, phải không em? Bằng trừ 1.15, một à. Như vậy ta thấy ở đây là gì? Ở đây chính là lúc trước ta đã nói có một cái hàm gì, các em còn nhớ không? Khi ta nhân từng cặp này với nhau. Dạ, sum product. À, sum product. Như thầy đang thiếu một cái cột là cái số lượng, đúng không? Ok, thầy thiếu rồi. Thầy đang thiếu, đúng không? Ta phải có một cái số lượng ở đây chứ. Nó ra cái nghiệm đó. Giờ ta phải insert một cái này vô. Cái này đúng không? À, như vậy cái hàm mục tiêu này ở đây, nó chính là ở đây nè. Phải không? Đây là số lượng mà. Vậy ở đây ta có thể ghi đây là số lượng và giá trị luôn ha. Số lượng và giá trị luôn. Số lượng và giá trị. Số lượng là B1, B2, B3. Giá trị là X, đúng không? Ta có thể ghi hai cái này luôn ha. Bây giờ chúng ta như vậy, đây là giá trị, đúng không? Còn đây là số lượng nè. Vậy ta sẽ có một cái hàm, nó sẽ bằng giá trị, đúng không, trừ cho một cái hàm là sum product. Thế nào, sum product, em thấy không? Hôm trước chúng ta đã có xài rồi đó, thành ra đổi rồi, thành ra bây giờ nó cứ ra thôi, đúng không? Vậy là 1.15 đây, tiếp vào nguyên cách này nè, đúng không em? Ở cái cột thứ hai là gì? Là cái số lượng cái này, phải trừ cái này không, và trừ cho x1 là cái này đó, phải không? Trừ cho x1 nào, rồi ta mới bắt đầu tiếp. Những cái này là gì? Là sum product không em? Thế nào, sum product tới năm thứ năm luôn, từ năm thứ hai năm thứ năm. Thế nào, cái con chuột thầy đang di chuyển là em nên ta thấy cái năm từ thứ hai tới năm thứ năm luôn. Tất cả những cái này là sum product đó, có phải không? Đấy. Còn em muốn dùng luôn sum product này nữa thì đây em cho luôn cái này 1.04, vì ta thấy trong công thức này tất cả đều có 1.04 nè. Vậy đúng không em? Cho tới năm thứ 6 luôn là 1.0. Cho tới năm thứ 5 này là 1.04 nè, đúng không? Vậy ta có thể ta để đây là 1.04 luôn. Đúng không? Ta kéo từ năm thứ nhất, từ năm thứ nhất nè, đúng không? Năm thứ 2 chứ hả? Năm thứ 2. Chấm không bốn, phải không? Từ năm thứ hai cho đến năm thứ năm, nhưng mà như vậy thì nó không được hả? Thôi như vậy thôi, ta bỏ đi hả? Ta cứ đánh đi tất cả đi, bởi vì ở đây là nó không có 1.04, đúng không? Ta kéo tới về em rồi. Như vậy tới năm thứ hai ta sẽ là gì? T
tất nhiên là xong product rồi, nó xong product của các cái lãi suất và số lượng này, phải không? Đấy. Có phải không? Để nào cộng cho một chấm không bốn nhân cho x một trừ cho x hai không, đó là năm thứ hai. Năm thứ ba cũng là sum product luôn. Tức là cái hàng này quá hay là cũng là 1.04 x2 đấy tập cứ. Nhưng mà giả sử như bây giờ là ta kéo luôn được, được không em? Thì chưa biết. Vì ta thử đây nha. Vì ta thử bỏ cái này đi. Vì ta thử trên người ta kéo xuống rồi coi nó có làm có thay đổi. Bây giờ nó chỉ ta coi thử có cái này 17 đấy là x2 trừ b8 phải không? Nhưng mà cái này khi đó d này nó đang bị chạy nè, em thấy đúng không? Nó đi từ d4 cho tới d6 thì vậy là không được ha. Ở phía sau này thì được, nhưng ở trên sum product của ta là không được. Do vậy nếu mà ta đang dùng di chuyển đó, đấy nó bị sai rồi đúng không? Ta không thể nào dùng kiểu đó được, ta vẫn phải làm sum product thôi cùng với cộng cho trừ cho đấy tương tự là ta cứ làm điều năm thứ tư nè, có sự bỏ đúng có phải bị sai xong bỏ đúng cộng cho 1.04 của x3 không phải thứ tư mà vì vậy nó phải là x3 trừ cho gửi tiết kiệm x4 đấy, ý nghĩa là như vậy. Sau khi gửi tiết kiệm thì sẽ còn cái tiền là 231 và năm thứ năm cũng vậy. Tư nè, rảnh ra trừ cho thứ năm sẽ thứ năm thứ năm năm thứ sáu, năm thứ sáu là khác này ta đi. Năm thứ sáu khi đó cái tín dụng xin lỗi cái trái phiếu loại một của chính phủ nè, chữ B này cái tắc cơ cái chữ bond đó. Bond là cái trái phiếu đó đúng không? Thế thì khi đó là đã tới hạn, do đó nó có số 1, do đó ta không thể là dùng sum product được nha. Đây ghi này là gì? 1.08875 nhân cho hạn nào đó không? Cộng cho ta còn hai cái này thì có thể làm sum product được đúng không? Giả sử ta muốn làm sum product không? Về sum product này nó chỉ còn hai cái này thôi. Cộng cho
năm thứ sáu ở sáu năm đúng không? À, xin lỗi, ít năm chứ, lãnh từ ít năm ra vào gửi tiết kiệm ở sáu. Năm thứ bảy hoàn toàn không còn B1 nữa và B2 cũng tới hạn, vậy ta cũng sẽ có bằng 1.055 của B2. Cộng cho 0.1175 tức là cái lãi suất của B3 đó. Cộng cho tiết kiệm cái hạn là của tháng 6 trừ cho tháng thứ 7 8 thì đơn giản hơn, 1.1177 của cái B3 là tiết kiệm của tháng thứ 7. Được chưa? Tháng thứ 8 đó là ta xong đấy, ta đã xong 8 đấy. Bây giờ là dạ thầy ơi, thầy dạ thầy di chuyển tới cái chỗ số 0 đầu tiên cho em coi, tại vì em bị sai cái gì nó ra số luôn chứ không phải số 0. Em coi lại cái thuật toán. Dạ đúng. Cái giới hạn đó hả? Giới hạn đầu tiên đây nè. À dạ rồi. Chính là cái số lượng này nè, đúng không? À, em đánh nhầm. Bây giờ là ta bắt đầu chạy thử rồi ha. Như vậy server này là min nè, đúng không? Ta sẽ xem coi nó là thế nào. Bằng cách nhớ chuyển qua min nha. Bây giờ ta phải đánh chữ min này là vậy đó. Bằng cách là xác định các cái ô biến, đúng không? Đây là chắc chắn là các cái ô biến. Nhưng cái ô biến này nhớ đừng có kéo chữ F nha, bởi vì ta đang cần xác định cái này thôi. Do lúc đầu vì đọc biến nên như vậy thầy đánh vô, chứ thực ra khi ta khai báo ô biến là vẫn có chữ F trong đây. Bắt đầu khai báo các cái này. Cái này là như thế nào? 430 nè, nhớ dấu bằng nha. Đây nè, ta thấy không? Đây. Nhìn qua bên phải, đây là dấu bằng 430 nha. Và nhớ dùng chữ F chứ đừng ok, mất công ta trở vô nha. Đây. Cuối cùng thì vẫn ok. 201 không? Từ từ đây ha, ta cứ để vô cái chuyện nó bị không? Giờ cái này cái thứ ba này là 3 số 2 này, không? Cái thứ tư nè, hai ba một, cái thứ năm nè, đây là năm nè, 240. Với cái thứ 6 là không đây? 6 là giá trị là bao nhiêu? Gọi là 195. Với cái thứ 7 là 225. 7. Cuối cùng là 255. Rồi ta còn phải khai báo điều kiện bắt buộc nữa, đó là không âm của tất cả các biến. Ta cũng không cần khai báo
ép ha, từ ép ngày nãy vì nói ta nói là ta đặt biến thành ra thì đánh vô cái thực ra ta những cái ép là cũng không cần thiết nữa ha, đó là ta sẽ thấy vì sao không cần thiết. Chờ đáo hết, chắc chắn những cái này rồi không anh, nhưng chưa đủ, bởi vì rõ ràng khi mua các cái trái phiếu phải là một số nguyên mà, thì đó ta phải thêm một cái điều kiện là ba trái phiếu này phải là số nguyên. Integer chúng ta đã từng biết rồi, phải không? Đó, số nguyên. Đấy, khi đó thì nó mới là ổn. Để ta kiểm tra lại. Thì đã nói chúng ta kiểm tra rồi, chúng ta cứ có cái số liên tục không? Từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số sau này. Đúng rồi. Từ 3 cho tới 13. Chúng ta coi lại đây. 3 nè, cho tới 13, đúng không? À, 3 tới 5 là số nguyên, rồi đúng rồi, đúng không? Rồi ta chạy thử đi. Vì sao nó không tìm được một cái feasible solution? Vì một lẽ đơn giản là ở cái hàm mục tiêu này của chúng ta là chưa là một hàm, phải không? Đấy, hàm mục tiêu của ta nói đó là B2, mà B2 này thì đâu có cái giá trị gì đâu, thì đó nó không chạy được. Do đó ta phải xem trở lại năm thứ nhất này. Như vậy bản chấp cái F này sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì? À, ta đưa qua bên đây thì rõ ràng F này sẽ bằng là cái sum product của ba cái này, phải không? Cộng với S1 cộng 430. À, do đó ta phải đánh lại cái F ở đây. Đấy, chứ không phải bằng B2 nhé. Làm gì? Sum product của các cái giá nè, bằng đầu đấy để mua đây, và số lượng nè, không đấy, tôi đưa qua bên phải nha, cộng cho tiền gửi tiết kiệm, tức là phải chuẩn bị tiền mua trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm và 430.000 năm đầu tiên đó mà, đúng không? Như vậy ta phải cộng cho tiền gửi tiết kiệm S1, rồi ta phải cộng cho 430.000, đúng rồi. Đấy, bây giờ mới là cái định thức của mục tiêu này. Rồi như vậy bây giờ ta mới bắt đầu. Đấy, lúc đầu thầy làm để cho các em thấy là vì sao không giải được, và bởi vì đã gọi hàm mục tiêu thì ở đây nó phải là một cái hàm, chứ nó không thể nào là một cái ô biến được nha. Mặc dù ta gọi là lúc đầu ta nói là chuẩn bị cái lượng tiền F đó, thì đó là điều ta chưa biết thôi, nhưng rõ ràng cái lượng tiền F này nó chính là một cái biểu thức này nha. Bây giờ khi ta giải đi, không tìm được một cái feasible solution, ta đang bị cái gì? Tại sao ta đã ở đây là ta đã làm là integer nhưng mà nó vẫn đúng không? Để ta xem lại. Ở đây ta để B2 là ta sai nè, đúng không? Ở đây là ta phải là gì? F nó không còn là B2 nữa mà nó phải là H. H1 phải không? Như vậy ta phải chỉnh ở đây là H1 mà. Đúng không? À, đây F là H1 mà. À. Rồi. Như vậy bây giờ là ta có thể chạy được rồi đấy. Vì khi em giải nó đề là không có tìm được một cái feasible solution đó, thì khi đó em xóa hết các kết quả của nó, đúng không? Thì ta sẽ chạy lại từ đó. Để ta có chạy. Rồi bây giờ mới là integer solution nè.
Ok. Em làm ra chưa? Vậy ta sẽ thấy là các giới hạn này nè, hãy nhìn coi có phải toàn bộ đây là các giá trị bên phải của biểu thức về giới hạn mà chúng ta đã từng đề cập không? Đúng hết rồi. Đúng rồi. Đây có phải là số nguyên không? Ta đã bắt buộc nó số nguyên. Nếu mà ta bỏ cái số nguyên đi, em sẽ thấy nó sẽ là số lẻ và chắc chắn hàm mục tiêu này sẽ nhỏ hơn. Nó không phải là con số này đâu. Em làm có hàm mục tiêu nhỏ hơn của thầy không? Dạ thầy đợi con một xíu, con chưa ra kết quả. Thầy làm có lẽ quá. Nếu các em xem, slide thì đưa lên trên mạng đó, cho nên em đã mở đó. Em sẽ thấy thầy chỉ ghi cái giá trị hàm mục tiêu thôi, còn cụ thể các cái kết quả B1, B2, B3 bằng bao nhiêu, X1, 2, 3, X8 bằng bao nhiêu thầy không ghi. Để làm gì? Để em sẽ thực hành. Đúng không? Và em thực hành thì chắc chắn em ra cái kết quả đó là hàm mục tiêu. Nếu kết quả em mà nhỏ hơn của thầy, có nghĩa là Excel của em đang chạy tốt hơn đấy. Mà trong thực tế như lớp vừa rồi có một em Excel vì là đời sau của thầy, thành ra chạy ra kết quả tốt hơn, có nghĩa là nhỏ hơn, vì đây là min mà. Tất nhiên nhỏ hơn cũng không bao nhiêu đó. Ví dụ thầy là 729 thì 664 thì em là 729.450, ví dụ như vậy. Cái đó nó sẽ trả chính xác hơn. Tất nhiên những giá trị ở dưới sẽ khác, nhưng mà ba giá trị đầu đều giống ha. B1, B2, B3. Em nào làm ra rồi? Thầy hỏi lại em đã làm ra rồi. Em nói có mình em thường thảo là thực hành, mà các em khác không có thực hành. Các em ngồi coi nha, thầy làm được chơi gì không? Dạ thầy ơi, em làm ra cái min nhỏ hơn, nhưng mà ba cái số đầu của em cũng khác luôn thầy. Đó, bây giờ thầy sẽ rút ra đem chiếu lên nha. Rồi chiếu lên đi em là gì? Em gì nãy mới nói? Dạ Nguyên Ngọc. À Ngọc, rồi. Chiếu lên đi em. Đâu bây giờ em zoom lớn lớn chút xíu cho thầy và các bạn thấy. 601, à nhỏ hơn thầy rồi đúng không? Các cái số cũng khác. Dạ. Như vậy Excel em là tốt hơn thầy đó. Có phải đúng không? Vì sao vậy? Bởi vì ta nhìn là các giới hạn, các giá trị, các giới hạn đều đúng hết. Giả sử ta đánh ở kia, nhưng mà nó ra cái kết quả giới hạn, ví dụ thay vì 222 nó ra 221.5 hay là gì, chừng đó là cái Excel ta chưa đúng. Nhưng bởi vì tất cả các giá trị bên phải đều giống, đúng không? Và hàm mục tiêu nhỏ hơn, và Excel đã tốt hơn của thầy đấy. Đó. Đó. Các em sẽ thấy ví dụ của thầy đã là 145 đó đúng không? 145, 187 và 229. Thì ở em Ngọc này 147, 187 và 228. Nhưng mà em thấy là đó là lý thú của bài toán quy luật tính tính này, tức là ta sẽ có những cái phối hợp đó. Đó. À, xin lỗi các em nhé, thầy có chuyện gì?
Em Nguyên Ngọc, Excel của em là 2016 à? Excel của em là cái version 2016 à? Đúng không? Em không nhớ nữa thầy, nhưng mà em không nhớ nhiều 2013. Thành ra nó nhiều khi nó không bằng của anh bên em nha. Vì thầy thấy cái thầy còn Phương Thảo, em ra kết quả giống bằng. Dạ con ra lớn hơn nhiều lắm, con cũng không biết sao nữa. Dạ con ra khác. Tốt hơn đấy hả? Dạ chiếu không. Lên coi, chiếu lên coi. Con ra lạ lắm. Để con lạ làm mình. Sao chiếu lên coi để mọi người coi. Đó. Dạ rồi đó này. Làm sao em mà lớn hơn là em đang sai đó. Như vậy thì nè, em nhìn coi cái cuối cùng của em là đang sai đấy. Cái cuối cùng em sao tới 2000 mấy lận. Dạ dạ, để con coi lại, hình như bị sai rồi. Đúng không? Đây nè. Ta xem lại. Cái cuối cùng có 255 em ra. Tới gì tới 2000 mấy lận em đang. Cái bữa biểu thức cuối cùng của em đang sai. Biểu thức cuối cùng của em. Đúng không? Biểu thức cuối cùng của em. Đây nè, em đang bị dư cái đầu rồi. Nó chỉ có 175 thôi, 104 thôi, đúng không? B5. Đúng rồi, B3. 175 B3 là 104 của S7. S7 là 12. B12 và cái B13 rồi, đúng rồi. Ở như vậy thì cái biểu thức này của em đúng rồi chứ. Biểu thức 5-8 là đúng rồi. Đúng không? Bây giờ là em xóa hết đi em. Các cái biểu thức của hàm mục tiêu em có đúng không? Đưa lên hàm mục tiêu thầy coi biểu thức của em coi. Không phải ngay câu hàm mục tiêu, đúng rồi. Rồi đúng rồi. B3, B5 đúng rồi. Cộng B6, B6 là S1. Cộng 430 là đúng rồi. Rồi bây giờ em xóa lại mấy cái này hết đi. Em xóa lại cái kết quả hết đi, em chạy lại đi. Em xóa hết kết quả đi rồi em vào server để thầy vào các bạn xem coi em có đúng không. Rồi delete bỏ hết đi. Đánh bấm delete. Ok. Rồi bây giờ em mở server của em. Em coi server của em đó. Kiểm tra lại cái mà em đang khai báo có liên tục không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là đúng rồi, đúng không? Để không biết là các cái năm thứ từ năm thứ 2 trở đi em có đúng không? Em có lần bị nhầm lẫn gì không? Rồi đúng rồi. Em để con chuột lại ở ngay cái cho hàm mục tiêu đi. Con chuột em là chưa đúng rồi, hàm mục tiêu đấy. Không em phải tắt cái bảng server đi rồi em để con chuột lại. Phải thấy con chuột em đang nằm ở ngoài. Đó, phải ngay đó rồi bắt đầu mở server lại. Đúng, tọa độ đúng không? Tọa độ đó đúng. Dạ. H1 đúng không? Dạ hả mấy. Thấy rõ có phải chữ H1 không? Đúng. Đúng rồi hả? Dạ. Có phải không? Set Objective là H1 đúng không? Rồi chạy đi. Cho nó giải quyết đi. Dũng cũng để đi. Nó cũng là giống. Đấy. Chứ vậy là các cái năm kia em đang bị sai rồi. H1 đúng rồi. Cái năm thứ hai em đang bị sai rồi. Có phải không? Đấy, năm thứ hai em đang bị sai rồi. Em đang thiếu là lấy tiền tiết kiệm của cái năm thứ nhất nữa. Em đang thiếu tiền tiết kiệm năm thứ nhất.
mới trừ cho, đúng không? Em đang thiếu tiền tiết kiệm thứ nhất, là sau đó là em mới bỏ đi vào tiết kiệm năm thứ hai. Do đó em không phải trừ của năm thứ nhất, mà em phải cộng cho B6 rồi em trừ B7. Dạ. Nè. Vì vậy từ năm thứ hai tới đây em đang bị sai hết rồi đó. Nếu mà theo em có thấy không? Thầy cứ nhìn thấy không có 1.04 thì chắc chắn em sai. Trong đây, trong cái giới hạn của mình là cái các cái năm thứ hai cho tới năm thứ tám đều có 1.04 mà. À, dạ. Để con sửa lại. À, vậy các năm đó em đều đang bị thiếu rồi đấy. Dạ, con đánh sai. Rồi, rồi Thủy Tiên, nãy hồi nãy em ơi, đang có gì đây Thủy Tiên? Dạ, sao con chạy server không có ra được ô B1, B2, B3 hay? Ủa, em mở lên đi, coi chừng em đánh cũng sai giống như bạn Phương Thảo đấy. Giờ ta phải kiểm tra về cái các cái biểu thức của giới hạn từng năm, phải không? Mở lên đi, mở lên giống như bạn Phương Thảo đi. Cho thầy và các bạn tôi đi. Không lớn lớn lên nè. Em tắt cái gì ở bên cái formula builder gì đó, rồi mở phóng lớn lên nữa, lớn lên rồi, lớn lên đó, vậy đó rồi, ok. Làm sao mà số lượng em ra bằng không hết vậy, cái gì ghê vậy? Rồi bây giờ bắt đầu như vậy là cái biểu thức của em này, các cái biểu thức này là nó đang có bị không đúng rồi đấy, đúng không? Ví dụ ta có thể thấy cái biểu thức cuối cùng là em đã là không đúng rồi, 1.1175 B3 mà em đã có 1.175 gì đâu. Đấy, em chỉ để biểu thức cuối cùng là thầy thấy em sai rồi đó. Gì mà D5 nhân cho B5 đâu có. Các biểu thức của em là đang bị sai hết rồi. Cái này là lấy số này nhân cho ta. Thầy đang nói với em đâu có số này, năm thứ 8 là 1.1175 mà đâu có cái số gì đâu. Em phải đánh 1.1175 em nhân cho B3, nhân cho cái số lượng của B3 này nè, đúng không? 1.1175 đó, rồi em mới nhân cho cái số lượng của B3 này nè. Đấy, bây giờ là em phải xóa hết cái này đi, em xóa hết kết quả đi, để em hãy đánh lại cái xóa hết, em chọn hết rồi em delete hết, chọn hết các cái nghiệm này rồi delete. Rồi, đánh lại biểu thức đó đi, kiểm tra các biểu thức giới hạn của em sẽ bị sai giống như bạn Phương Thảo hồi nãy đấy. Nhưng Phương Thảo nãy thì cũng sẽ ít ha, còn em thì đúng không? Đấy, cho mình, rồi các em mới tặng cho cái, đúng rồi, B12 rồi em mới trừ cho B13, đúng rồi. Đấy, vậy mới đúng ra. Dạ. Enter đi. Rồi bây giờ kiểm tra lại năm thứ 7 đi, năm thứ 6, năm thứ 5. Kiểm tra từng năm đó, em chiếu năm thứ 7 đi. Em để ngay cái năm thứ 7 đi để hiện luôn. Năm thứ 7 đó. Năm thứ 7. Năm thứ 7 chứ không phải là năm thứ 6. Năm đấy, năm thứ 7 đâu có sum product nữa. Năm thứ 7 là em phải đánh cho sum product nữa. Đúng không? Bởi vì nó là 1.055 mà. Năm thứ 7 chứ phải năm thứ 8, em để năm thứ 8, năm thứ 7 kìa. 1.055 năm thứ 7, năm thứ 8 không còn sản product nữa, em phải đánh năm thứ 7 là em đang sai. 1.055 đúng không, nhân cho cái B2 của em là tọa độ là B4 đấy, phải không? Là em mới cộng cho 0.1175 tọa độ là B5 để em mới cộng cho cái tiền thu được từ gửi tiết kiệm là 1.04 của S6 là B11 nè. Sau đó mới trừ S7 là B12. Đấy, thầy thấy là thầy biết rồi. Những cái 1.055 nhân cho... Những cái hẹn của ta đang bị nhầm lẫn. Cho cái nào vậy thầy? Nhân cho cái số lượng B2. Tại lúc đó B2 nó tới hạn. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó thì ta mới cộng cho
0.1175 nhân B3, B3 lúc đó tao vẫn còn lấy tiền lời mà. Năm thứ 7, đúng không? Số B3 đấy rồi, rồi tao mới cộng cho tiền thu được từ tiết kiệm là 1.04 của năm thứ 6 là X6 đó, tức là B11. Đúng không? Nhân cho B11 đó, tọa độ là B11 đó, đúng không? Là năm thứ 6. Khi đó tao mới bỏ tiết kiệm là B12 trừ cho B12 là năm thứ 7, thì đây là năm thứ 7 mà trừ cho B12 đấy rồi, giờ là xong rồi. Yeah. Đó, biểu thức năm thứ 7 đúng vậy. Em coi lại năm thứ 6 tôi có đúng không? Năm thứ 6 của em xong rồi, đất cũng không đúng nữa. Năm thứ 6 thì B1 nó đâu còn, nó đã tới hạn rồi, nó là 1.08875 nhân cho B1 tức là tọa độ là B3 đó, đúng không? Đấy, thường các em sẽ bị sai cái năm thứ 6, thứ 7, thứ 8 vì ta quen sum product ở trên, cái ta kéo lùi ở dưới ta cũng làm sum product. Và ta sẽ bị sai. Nha. Mà sum product mà nó là bằng 1.08875 nhân cho số lượng B1. Lượng B1 là gì? Đúng rồi, mới cộng cho 0.55 của B2. Thật ra đó làm sinh rồi đó cũng được, mà chỉ có hai cái thôi. Rồi cộng cho 0.1175 của B3. Đúng rồi. Rồi cộng cho cái kia là đúng rồi, cái sao là đúng rồi. Rồi enter đi. Dạ. Rồi vậy là được rồi. Thầy nghĩ chắc em ba sai ba cái đó thôi. Wow. Đâu trả lại chứ. Đâu rồi, diện tích sinh vương của em đó. Sao kỳ vậy? Nãy là ở sân vườn đó đi. Làm sao kỳ vậy? Sao nó còn ghê vậy? Xóa hết cái kết quả đi. Xóa hết kết quả. Xóa hết kết quả. Em đưa con chuột qua đây nè, đánh dấu hết kết quả, xóa đi. Thầy nó xóa kết quả mà em không? Chọn hết kết quả đó và xóa đi. Rồi vậy. Em chạy gì tùm lum vậy? Thầy nói em xóa kết quả mình dùng được không? Dạ. Nó đang bị đứng máy rồi. Ôi trời. Máy em cầu còn chạy nhiều quá làm sao? Em phải dọn dẹp bớt rồi ha. Dạ. Có bạn nào vừa rành về, có người quen hay bạn bè nào rành về IT đó, nó dọn dẹp máy. Máy tính của chúng ta đấy, cho dù cái máy em hiện đại cách mấy, nhưng nếu em xài một thời gian em không dọn dẹp, tất nhiên nó có những cái bản thân Windows thì nó sẽ có cái dọn dẹp, đúng không? Em vào nó dọn dẹp, kêu nó dọn dẹp, em dọn dẹp, hoặc là có những chương trình dọn dẹp để làm gì, để ta dọn bớt những cái rác rồi hoặc bớt, trong thời nó đầy của máy chả không nổi đâu, phải không? Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kế tiếp ha. Đấy, em thấy bây giờ em thành thì em sẽ thấy có nhiều vấn đề đó, phải không? Khi ta giải bằng sơn cơ thì số lượng mua em nhờ lại này. Giống như hồi nãy bạn gì chỉ bằng đọc thì khác của thầy, ví dụ 147 với này chỉ có 228, và nhờ vậy thì cái số lượng tiền chuẩn bị ít hơn ha, tức là 601 hay không? Hồi nãy thầy nhớ số đó đúng không anh Ngọc? Đúng không ạ? Dạ, 601 thầy. 9.601 đô, còn thầy phải 669 đô, tức là thầy phải tốn hơn 60 mấy đô nữa. Các em thấy không? Như vậy cho thấy là, như vậy thầy có thể đoán rằng cái Excel của bạn Ngọc này là đời sau đấy.
giống như vừa rồi là có một em là không phải là 601 như bạn Ngọc Con mà có 400 mấy. Đấy, và kiểm tra tất cả các giới hạn đều đúng. Điều này có nghĩa là Excel đó là tính quá chính xác. Bây giờ ta đang nói về quản trị điều hành. Môn này các em đang học đúng không? Ta sẽ thấy là có những vấn đề gì mà cái người mà COO, tức cái người mà quản trị, cái người mà giám đốc điều hành đó, gọi là COO đó, nha, phải quyết định. Ví dụ như quyết định về cái số lượng sản phẩm sẽ sản xuất, như trong ví dụ lúc đầu của chúng ta, đúng không? Quyết định sản xuất, tức là sẽ bố trí, sẽ có cái sản xuất như thế nào, rồi về nhân sự sẽ đào tạo hay là tuyển dụng như thế nào, tôi sẽ thấy có bài toán đó. Giới hạn là gì? Thường là đó là cái công suất sản xuất hoặc là cái thời gian lao động. Giống như cái ví dụ đầu của ta đó, giới hạn về cái thời gian lao động hoặc là lực lượng lao động hoặc là cái năng lực giới hạn. Hãy xem bài toán cụ thể sau đây. Bây giờ công ty này, quên nó, chúng ta nghĩ giá nào chút xíu chứ hả các em? 2 giờ mấy rồi? Như vậy thì thầy nói bài toán, chúng ta là các em suy nghĩ, lát nữa chúng ta sẽ đề cập. Bây giờ công ty này có khách hàng đặt 1.000 bánh xe tiêu chuẩn, 1.250 xe cao cấp cho tháng tới và tháng tiếp theo thì số lượng khác nhau, nhưng chắc chắn có hai loại bánh xe đúng không? Tiêu chuẩn và cao cấp. Vậy khi ta đặt thì ta biết có sản phẩm có hai loại. Đây là liên quan tới chi phí. Vì vậy ta sẽ hình dung là hàm mục tiêu chắc chắn là chi phí. Có phải không? Toàn bộ cái đoạn kế tiếp là chi phí. Chi phí chế tạo, chi phí vượt giờ, chi phí tồn kho, ba loại chi phí. Và cũng có giới hạn nè, tức là giới hạn về giờ lao động. 1.000 giờ lao động và 500 giờ vượt. Chắc chắn tùy theo số lượng công nhân của một công ty có thì sẽ có cái giới hạn về số giờ lao động, bởi vì mỗi công nhân một ngày chỉ có làm được 8 tiếng mà, đúng không? Và rõ ràng là vượt không quá 20%, nhưng mà ở đây ta thấy là có 50% luôn đấy. Chi phí lao động để chế tạo ra sản phẩm, giống như là trong ví dụ lúc đầu của chúng ta, đúng không? Ở đây thêm chi phí tồn kho này. Bây giờ quyết định cái sản xuất. Vì vậy trước khi chúng ta nghĩ giá lao thì phải suy nghĩ chút xíu về bài này ha. Trong thời gian giá lao thì sẽ đưa lên cái kết quả của hai bài kiểm tra 15 phút cho các em. Thế ở đây thì sẽ hỏi một số em trước khi ta nghĩ. Ví dụ như vừa rồi thì ngoài em Xuân Mai nộp không kịp thì còn em nào nộp không kịp nữa. Bài số 2 vừa rồi thì thấy có hai ba em không có bài, thì em biết là em là không kịp hay là em không có làm được bài nữa. Nó chỉ có hai trường hợp thôi. Ngoài em Xuân Mai còn ai không? Cái trường hợp chúng ta là không kịp rồi. Em Minh Uyên đó. Vừa rồi thì có em Xuân Mai nó đến thầy vừa nói. Em Ngọc Long. Long bữa nay có đi học không? Ngọc Long. Đặng Ngọc Long. Để vừa rồi có em Xuân Mai. Còn một em của lớp ta nhưng mà giờ đã viết mail xin thầy nghỉ, có công việc gia đình gì đấy. Đó là em Trần Minh Châu. Thầy cũng hơi tiếc bởi vì em đó bài, cái bài đầu tiên em được 8 điểm mà, chứng tỏ là em đã có hiểu bài. Cái bài đầu tiên
có mình em là 8 điểm đó, còn các em khác thì có 2 em 9 điểm đó. Còn lại các em là 6 điểm rưỡi, 7 điểm rưỡi. Rồi thôi chúng ta nghỉ giờ lao với các em. Theo đồng hồ của thầy là 2 giờ rưỡi nha. Chúng ta nghỉ 25 phút tới 2 giờ 55. Chúng ta sẽ tiếp tục lại. Rồi nghỉ giờ lao.